Xin chào mừng các quý vị khán giả thân yêu của câu lạc bộ Sugi Việt Nam. Chúng ta đã quay trở lại với những diễn biến mới nhất của vòng chung kết Việt Long Chiến kỳ 1. Tôi là Trần Thế Trung và đồng hành cùng tôi ngày hôm nay là một vị khách mời rất đặc biệt. Anh ấy là ngôi sao sáng nhất, mới nhất của câu lạc bộ Sugi Việt Nam trong mùa giải 2023, người đã giành chức vô địch giải đấu Tân Kiệt Chiến và đồng thời giành ngôi vị nhất tổ 2 trong Việt Long Chiến kỳ này. Xin chào đón kỳ thủ thất cấp Nguyễn Hữu An. Xin chào các bạn nhé. Hôm nay tôi được rất được vinh dự khi được bạn Thế Trung, bạn ấy mời tôi đến dự bình luận cái trận thi đấu của bảng này, trận thi đấu chung kết này. Thì theo tôi nhận định sơ qua cái trận này thì Vũ đang có tỷ lệ thắng là 100% và đạt vị trí nhất tổ 3, nhưng mà tôi vẫn đặt niềm tin vào Điền, bởi vì Điền có những sự nghiên cứu rất là kỹ càng đối với các đối thủ trong trận đấu ở trong danh thủ. Thế nên tôi nghĩ trận này Điền sẽ có một trận chiến thắng với trong tầm khoảng là 100 nước đi. Không biết bạn Trung bạn nghĩ thế nào? Rất cảm ơn những nhận định có thể nói có phần chi tiết chuyên sâu của Hữu An. Ngày hôm nay là ngày đầu tiên mà An tham gia vào bàn bình luận của chúng tôi, và có thể nói là An cũng là một người nghiên cứu chuyên môn khá là sâu, cũng như là có quan sát kỳ thủ của câu lạc bộ Sugi Việt Nam thi đấu. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với trận thứ 3 trong khuôn khổ vòng chung kết Việt Long Chiến kỳ 1, trận đấu ở nhánh phải giữa hai kỳ thủ giành hạng nhất tổ 3, kỳ thủ Dương Anh Vũ bắt cấp, và giành hạng nhì tổ 2, kỳ thủ Huỳnh Hữu Vương Điền lục cấp. Đây là hai thành viên có thể nói là cốt cán trong lực lượng caster của chúng tôi. Ngày hôm nay là nội chiến của bàn phân tích giữa một bên là fan của Kubo Toshiaki là Vũ, và một bên là fan Habu, đồng thời là pháp sư Huỳnh Hữu Phương Điền, người đã gây bao thương nhớ cho không biết bao kỳ thủ của câu lạc bộ Sugi Việt Nam. Và thực ra thì An nói cũng có phần có lý, Điền có những cái nguyên cứu chuyên môn khá là sâu, và là một thành viên của Sugi miền Nam thì Điền cũng khá là kín tiếng, mặc dù không phải kín tiếng trong việc phán, nhưng mà trong những cái nghiên cứu chuyên môn thì chúng ta đều thấy Điền là một biến số chưa thể lường trước được, và trong những cái ván đấu của Điền cũng thể hiện cái sự am hiểu về chuyên sâu rất là về chuyên môn rất là sâu. Và chúng ta hãy cùng một lần nhìn lại cái nhánh đấu của vòng chung kết Việt Long Chiến kỳ này. Và ở trận đấu trước thì kỳ thủ Hoàng Duy Khánh đã xuất sắc giành chiến thắng trước kỳ thủ Nguyễn Vinh Quang. Chúng ta thấy Tân Binh đã một lần đánh bại một kỳ thủ lão làng của, cũng được coi là lão làng câu lạc bộ Sugi Việt Nam, để giành quyền vào vòng 2 đối đầu với Tạ Hoàng Nguyên, cũng là một kỳ thủ Tân Binh khác. Đấy là những diễn biến ở nhánh trái, và những con người này dù có gặp lại Điền hay là Vũ thì cũng chỉ có thể gặp lại trận tranh ngôi, khả năng đấy có lẽ là khá là thấp. Chúng ta hãy cùng quay trở lại với nhánh phải, tâm điểm ngày hôm nay và trận đấu đầu tiên ở nhánh phải, trận đấu ở nhánh thấp nhất vòng 2 là trận đấu giữa Vũ và Điền. Ai giành chiến thắng sẽ gặp phải một đối thủ rất là khó nhằn ở vòng 3, đó là Thanh An. Thì không biết là Hữu An nghĩ sao về cái nhánh đấu này, và dù hãy đặt ra những trường hợp đi, nếu như Điền chiến thắng và nếu như Vũ chiến thắng thì ông nghĩ khả năng mà một trong hai kỳ thủ này vào gặp Thanh An có thể vượt qua được và chướng ngại rất là lớn này là như thế nào? Theo tôi nghĩ thì anh Vũ là một người nghiên cứu chấn phi xa rất là chuyên sâu, còn Điền là thuộc người thể loại là nghiên cứu chiến thuật của đối thủ để tìm cách để tránh cái điểm mạnh đấy và đánh vào những điểm yếu. Nhưng mà nếu mà gặp Thanh An ấy, thì một người chuyên sâu về thứ gì đó hơn, ví dụ như là anh Vũ thì sẽ rất là chuyên sâu về chấn, bởi vì ông ấy chỉ chơi chấn thôi. Thế nên là ông có khả năng thắng Thanh An. Nhưng mà nếu mà xét về khả năng đa dạng thì anh Vũ chưa có. Thế nên là tôi lại nghĩ là Điền có khả năng thắng hơn, bởi vì Điền có khả năng tìm ra được điểm yếu. Còn Thanh An là một người rất là toàn diện nhé. Nhưng mà vấn đề là Thanh An nó lại không chuyên sâu về quá về chấn, và
Thanh An đã kiểu gặp được trận thua 0-3 trước Vương Bách Quân, một người trên trấn. Thế nên nó sẽ là kiểu như là một cái rào cản tâm lý cho Thanh An mỗi khi gặp những người trên trấn. Vâng, và gần đây thì chúng ta cũng thấy Thanh An có một sự không chắc chắn lắm về phong độ của mình trong những trận đấu vừa qua, kể cả là đấu tập hay là đấu giải. Nên là thực ra thì ở trận đấu này tôi đặt hy vọng vào Vũ, bởi vì Vũ là một tân binh, Vũ nghiên cứu cũng khá là sâu, và với cái phong độ đang lên hiện tại thì có thể sẽ gây bất ngờ được trước Điền. Và cá nhân tôi đánh giá đây là một kèo đấu ngang, tuy nhiên là Vũ có lẽ là với phong độ thì sẽ có phần nhỉnh hơn. Còn nếu để nói mà gặp Thanh An thì Vũ cũng có thể gây bất ngờ đấy, bởi vì thực ra thì với cái việc mà scrimmage nhiều, cái việc đấu tập nhiều, Vũ cũng gặp Thanh An khá là nhiều ở trong những trận đấu câu lạc bộ, thì tôi nghĩ là Vũ cũng đã quen với những cái lối chơi Thanh An. Và chúng ta có thể thấy Thanh An thực ra thì cái về chuyên môn nghiên cứu khai phục cũng không quá là tốt đi. Chúng ta thấy trong trận tranh ngôi danh thủ, Thanh An nếu như đánh chuẩn chỉ thì sẽ không thể đọ lại được với sự nghiên cứu bài bản của Vương Bách Quân. Nên là tôi nghĩ rằng Vũ sẽ có cơ hội. Tuy nhiên trước hết Vũ phải vượt qua được trận đấu này. Và có vẻ như những cái chỉ số, những con số chưa nói được nhiều, nhưng nó cũng đang ủng hộ cho Vũ. Mặc dù Vũ cũng mới chỉ thi đấu 2 trận mùa này thôi, 2 trận ở Việt Long Chiến. Chúng ta sẽ bỏ qua trận đấu mà Vũ được xử thắng. Đối với... Nhưng mà nếu mà xét về thành tích ấy, thì theo tôi ấy, thì Vũ chỉ gặp những người ở tổ 3 thôi. Có nghĩa là những người yếu hơn những người tổ 2. Đúng vậy. Còn Điền gặp những người tổ 2. Có thế nên là Điền sẽ có gặp nhiều đối thủ mạnh hơn là Vũ. Thế nên là trận đấu này chưa biết được thế nào một lần. Đúng rồi, tôi cũng cái nhận định của tôi cũng là trận đấu này rất là căng nha, rất là kiểu cân kèo nha. Bởi vì là thứ hai chúng ta thấy Điền, một phần Điền có cái sự nghiên cứu về chuyên môn, một phần Điền có sự cọ sát với những kỳ thủ mạnh. Điền đã tham gia trận chiến kỳ 1 và ở bảng B thì có điều kiện thi đấu với những Thanh An, với những Vương Bách Huân, và với cả anh Hiếu nữa. Anh Hiếu thì không lọt được vào chung kết bởi vì tổ 1 quá khắc nghiệt đi. Tuy nhiên là anh Hiếu cũng là một đối thủ rất là mạnh, và Điền đã có điều kiện tiếp xúc qua với tất cả những con người đấy rồi. Vậy nên thì tôi nghĩ rằng là Điền cũng phải nói là một đối thủ rất là đáng gờm. Điền đã có chuỗi thắng dài nhất là tới trận 5 ván thắng liên tiếp, và gần đây thì chỉ để thua trước chính Hữu An đây. Và mặc dù là những con số thì trông cũng có vẻ ủng hộ cho Vũ, nhưng đây cũng là lần đầu tiên hai kỳ thủ này đối đầu ở một giải đấu chính thức của câu lạc bộ Suzuki Việt Nam, và chúng ta hãy cùng xem là hai kỳ thủ này sẽ thể hiện như thế nào. Hiện tại thì ở phòng thi đấu thì chúng tôi mới chỉ nhìn thấy Vũ đã sẵn sàng thôi. Còn Điền, mặc dù trận đấu này Điền cũng đã xin đến muộn, tuy nhiên là không biết là hiện tại Điền đã sẵn sàng chưa để bước vào trận đấu ngày hôm nay. Vâng, chúng ta nhìn lại một chút về cái nhánh đấu thì quay trở lại nhánh đấu bên bên trái. Nhánh đấu tôi nghĩ là khó nhất. Nếu như muốn gây bất ngờ, nhánh đấu bên trái, không biết là An nghĩ sao khi mà bên trái thì chúng ta thấy cũng toàn những kỳ thủ mới, toàn những kỳ thủ tiềm năng, tuy nhiên là cản chân họ sẽ là những kỳ thủ mạnh bậc nhất Việt Nam cho tới thời điểm hiện tại. Chúng ta thấy có Tuấn An và cuối cùng là nhất tổ 1 Dương Bảo Thạch. Tôi thấy Tuấn An là một đối thủ là rất là mạnh. Vấn đề của Tuấn An là chưa được cọ sát nhiều với anh em miền Bắc thôi. Chứ nếu mà xét về thực lực và khả năng tư duy của Tuấn An thì phải nói là phải đứng đầu, một trong những người đứng đầu trong Suzuki Việt Nam. Thế nên là thì Nguyên cũng là một tài năng trẻ đấy, nhưng mà kinh nghiệm vẫn chưa đủ. Và mỗi khi đánh vẫn để lộ ra rất nhiều sơ hở. Ví dụ như là hay để quên những khoảng trống để thả tượng này, hay là hay để quên điểm yếu của những cái thành, ví dụ như là thành Yagura, cái thành là Nguyên rất hay dùng, nhưng mà rất hay để bị mất xe và để cho đối thủ thả đáy. Cái đấy là điểm yếu rất là chí mạng mà Nguyên thường hay mất tập trung ở trong những trận đấu. Thế nên là xét theo
trình độ bây giờ ấy, thì tôi vẫn nghĩ Tuấn An vẫn sẽ thắng được ba người kia. Còn trận đấu ấy, Tuấn An với Thạch thì cũng là một trận đấu rất là cân tài cân sức, bởi vì suy cho cùng thì Tuấn An và Thạch cũng đã thắng một thua một với nhau rồi, thế nên là cái trận đấu này vẫn rất khó để nói được cái kết quả thế nào. Vâng, chúng ta có thể thấy là ngoài đôi bạn thân Thanh An và Thạch ra thì còn có một đôi bạn thân khác là Tuấn An và Thạch. Chúng ta đã nhìn thấy sự đối đầu hai kỳ thủ này ở tổ bảng A, Thuận Bị Chiến kỳ 1, và sau đó là ở Việt Long Chiến kỳ này. Và chúng ta thấy cái phong độ của Thạch cũng như là Tuấn An khá là thất thường, mà chúng ta đã kỳ vọng một trận tranh ngôi, ví dụ như là Vương sẽ ví dụ như là Tuấn An sẽ đánh bại Vương để có một đại diện của Thành phố Hồ Chí Minh đối đầu với một đại diện Hà Nội, tuy nhiên là điều đó không xảy ra. Và tôi nghĩ là cái trận đấu giữa Tuấn An và Thạch nếu có cũng rất là đáng xem. Tuấn An trong thời gian này Tuấn An cũng đang nghiên cứu chuyên môn rất là nhiều. Tuấn An không phải thi đấu quá nhiều trong thời gian vừa qua, tuy nhiên là anh vẫn đang thuộc hàng kỳ thủ mạnh nhất Việt Nam. Và tôi nghĩ là cái đẳng cấp, cái trình độ Tuấn An sẽ khó lòng có thể chùn bước trước những cái kỳ thủ mới. Mặc dù vậy, chúng ta vẫn mong rằng có những cái sự bất ngờ, có những cái sự đột phá, có thể sẽ có những tài năng trẻ người ta vươn lên và tạo ra những cái thái cực mới, tạo ra những cái thế lực mới trong giới hockey Việt Nam. Chúng ta sẽ có thêm những sự cạnh tranh và thêm những giải đấu hấp dẫn. Và trận đấu đã bắt đầu rồi. Vâng, như vậy là trận đấu giữa hai kỳ thủ Dương Anh Vũ và Huỳnh Hữu Phương Điền đã bắt đầu. Và chúng ta hãy cùng theo dõi những bước di chuyển đầu tiên của hai kỳ thủ. Và trong trận đấu này, kỳ thủ Huỳnh Hữu Phương Điền sẽ được cầm tiền đi trước. Trận đấu này Điền đã chủ động mở đường tượng để có thể chiếm được quyền sở hữu cái đường tượng mạnh. Nếu mà anh Vũ mở đường tượng thì Điền hoàn toàn có thể đổi tượng ngay lập tức. Không biết Điền sẽ chọn chiến pháp gì khi đấu với cả Vũ thế nào đây. Hai kỳ thủ có vẻ như đang khá là thận trọng trong những bước di chuyển đầu tiên, khá là khác so với ván đấu trước nha. Ván đấu trước thì chúng ta thấy hai kỳ thủ đi khai cuộc rất là nhanh. Có vẻ như là Điền sẽ lựa chọn chiến pháp là cư phi xa rồi. Đã lên con bạc ấn con vàng ở bên phía cánh tượng thì chắc chắn sẽ là cư phi xa, không thể khác được. Có vẻ là cả Điền cả Vũ đều không muốn đổi tượng trước, thế nên là đều lên con vàng để thủ. Ồ, vậy là trung phi xa đến từ vị trí của Vũ. Cũng dễ hiểu thôi, bởi vì nếu mà chơi tứ gian phi xa ấy, thì nếu mà xe sang cột 24 thì nó sẽ cản đường con bạc đi lên ô 42. Thế nên là Vũ muốn chơi trung phi xa chứ không phải là tứ gian phi xa. Vâng, đây sẽ là một ván đấu hay. Tôi nghĩ là ván đấu nào có trung phi xa thì chắc chắn sẽ là một ván đấu hay, bởi vì đây có thể là một chiến thuật không quá thường gặp trong làng sô cơ Việt Nam, cũng như đây sẽ là một chiến thuật mang đến nhiều biến số cho ván đấu. Và Vũ chơi chiến thuật này đầu tiên ở trong giải này, thế nên là tôi thấy là có sự bất ngờ rất lớn. Không biết là Điền đã chuẩn bị những phương án gì để chống lại cái trung phi xa này của Vũ chưa? Có vẻ như là cái chiến thuật trung phi xa này có được lấy cảm hứng từ những cái nữ lưu quý sĩ thi đấu gần đây chăng? Ngày hôm nay chúng ta có ván đấu ngày hôm qua có ván đấu thứ 3 trong loạt tranh ngôi Thanh Lệ Chiến giữa Satomi Kana, nữ lưu ngũ quán, và Nishiyama Tomoka, nữ lưu tam quán. Và với đương kim Thanh Lệ là Satomi Kana đã giành chiến thắng ván thứ 3 để nâng tỷ số lên 2-1. Và Satomi là người chơi trung phi xa rất là nhiều, truyền cảm hứng cho nhiều thành viên câu lạc bộ, trong đó có cậu sự của tôi là anh Nguyễn Bá Ngọc, cũng như là ngày hôm nay chúng ta có Vũ. Và có thể nào là Vũ được lấy cảm hứng từ những cái nữ lưu kỳ sĩ đang thi đấu hay không?
Và Điền đang rất thận trọng trong những bước đi đầu tiên của mình, bởi vì Điền không muốn mắc một tí sai lầm nào cả. Không biết là Điền sẽ lên con bạc 48 hay là đẩy con tốt 66 để chặn được tượng, hay hay chăng hay là anh ấy muốn leo vàng để tấn công đầu tượng luôn. Hiện tại thì máy tính đang cho chúng ta một nước đi khá là kỳ lạ, đấy là nước để tốt biên. Tôi không nghĩ là nước để đốt biên nó nên xuất hiện ở tại thời điểm này của ván đấu, nó còn hơi sớm chăng. Tuy nhiên là thực ra mà nói thì nước để tốt biên nó có thể xuất hiện ở bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên là tôi nghĩ là nó không quá quan trọng trừ khi bạn có ý định tấn công biên. Còn còn lại thì nước để tốt biên hầu như là nâng thế và là một nước chờ, thì mang ý nghĩa một nước chờ thì đúng hơn. Và trong trường hợp này thì tôi không phải là một người chơi cư visa nên là tôi cũng không quá chắc về việc Điền nên phát triển quân như thế nào. Không biết là An có những cái suy nghĩ gì không? Theo tôi thì nếu mà Điền muốn chơi đổi tượng thì Điền nên đổi tượng ngay lập tức, ngay bây giờ. Còn nếu không ấy, thì tôi nghĩ là nên đẩy tốt 66 để chặn đường tượng lại và chơi những cái chiến thuật như bình thường thôi. Ví dụ như là chơi Minocao này, xong rồi xây thành vương miện bạc, hoặc là xây cái thành kiểu kiểu Anaguma này. Rất nhiều người khi gặp Trung Visa, người ta có xu hướng là xây một thành cực kỳ mạnh, bởi vì Trung Visa theo theo các bạn thấy là nó có rất nhiều con có thể thủ ở trung tâm, con bạc, hai con bạc và hai con vàng đều có thể thủ ở trung tâm. Thế nên là việc công của Trung Visa nó rất là khó khăn. Thế nên là dạo gần đây những tuyển thủ chuyên nghiệp người ta rất ít khi chơi Trung Visa, nếu nếu mà có thể nghiên cứu kỹ thì người ta mới dám vác ra để sử dụng. Vâng, và An có nhắc đến việc xây thành làm cho tôi nhớ ra điều này, thì bây giờ đường chéo tượng. Ồ, vậy là lên tốt biên Ồ. từ vị trí của Điền, nhưng mà là tốt biên còn lại. Tôi Và nghĩ tất cái nhiên tốt rồi. biên này cũng dễ hiểu thôi. Và như tôi đang phân tích thì đường chéo tượng của hai bên vẫn đang còn mở nha. Và điều này mở ra cái việc là chúng ta thấy là hiện tại thì cái việc xây thành của Điền có lẽ là sẽ đang gặp hơi khó khăn một chút. Vì là chúng ta có thể thấy là cái chừng nào mà cái đường chéo tượng còn chưa bịt lại thì cái việc phát triển một cái thành như là Mino trái như mà An đã phân tích, hay là một cái thành Anaguma chẳng hạn, hoặc là Millennium đi, nó sẽ khó khăn. Điền chưa thể đưa vua sang tận bên cánh trái bàn cờ của mình được. Và đấy có lẽ một vấn đề Điền sẽ phải giải quyết. Điền sẽ phải hoặc là đổi tượng hoặc là bịt cái đường chéo tượng lại trước khi làm một điều gì khác. Tuy nhiên cái việc bịt đường chéo tượng bây giờ cũng đang gặp một chút khó khăn. Giống như vậy. Bây giờ Điền phải đứng giữa lựa chọn là một lần đổi tượng hay là đẩy tốt lên để xây thành. Thế nên là cái lựa chọn này nó không phải dễ dàng, bởi vì đây là một trận chung kết sống còn, chỉ cần một người thắng là người kia sẽ bị loại. Thế nên là Điền dành ra rất nhiều thời gian để suy nghĩ những nước tiếp theo này. Vâng, trong các khán giả đang theo dõi trận đấu trực tiếp trên 81 Đương Dô, có người còn đang bảo là Điền đang đọc mết rồi. Có lẽ là như thế thật. Điền thì chúng ta không không biết điều gì có thể xảy ra với bàn tay pháp sư, và Điền đã quyết định đổi tượng. Cũng dễ hiểu thôi, bởi vì đổi tượng sẽ giúp cho Điền xây thành nhanh hơn. Ô, và có lẽ là không phải là một cấu trúc như như Mino rồi. Có lẽ là Điền muốn xây Yagura rồi. Yagura là một chiến thuật, một thành chủ yếu bây giờ thường thường thấy các kỳ thủ chuyên nghiệp là xây Yagura để chống lại những trận đổ tượng, bởi vì Yagura xây rất là nhanh và cái sự dàn đều các quân ở trong cái thành này nó có thể chặn được lại các ô để tượng có thể thả lại được. Trước đây Còn thì Vũ thì... Ok. Yagura chúng ta thấy chúng ta không khuyến khích người mới chơi Yagura bởi vì nó là một cái thành khá là gọi là
cứ là không không phải là trong trường hợp nào cũng dùng được. Tuy nhiên là chúng ta thấy gần đây thì trong các phản đồ chuyên nghiệp thì Yagura nó lại đang được sử dụng nhiều hơn. Mặc dù vậy, chúng tôi vẫn khuyến cáo những cái người xem kênh này là chúng tôi chỉ làm mẫu một lần thôi, đừng bắt chước nhé. Điền lên con vàng 48. Tôi nghĩ là cái con vàng này nó hơi sớm chăng? Bởi vì tôi nghĩ là nên khai triển con bạc trước, xong rồi leo con vàng lên thì có thể giúp thủ được tốt hơn. Là leo con vàng ở đây, leo con vàng ở đây nó rất rất khó để thi triển con bạc. Không biết là An có thể vào trong bàn cờ và chỉ rõ trên bàn cờ cho quý vị khán giả thấy rõ được không? Những cái ý tưởng chúng ta đang nói đến trên bàn cờ. Các quý vị khán giả nếu mà chưa quen với cái hệ tọa độ Sugi có thể người ta sẽ không nhìn thấy chúng ta đang nói đến khu vực nào trên bàn cờ. Có thể là ở nước thứ 16, con bạc có thể lên ô 48 và xong sau đó đẩy con tốt lên 46 để có thể thi triển con bạc trước, rồi điền có thể rồi tiềm điền tiếp tục theo đó mới lên con mới thi triển thêm con vàng, thì nó có thể thi triển được cả hai con thuận lợi hơn là thi triển con vàng này. Bạc 46 à? Như như thế này chăng? Thế cũng được. Nhưng mà nếu mà lên bạc 38 ấy, thì nó có một điểm yếu là thả tượng 39 nó có thể bị bắt đôi. Thế nên Đúng là rồi, cái đúng rồi. việc này tôi không khuyến khích. Không, tức là Thế trước nên đấy là cơ. tôi muốn, đúng rồi, trước đấy thì Điền nên lên con bạc 48 hơn là lên con vàng 48, bởi vì như thế nó sẽ chặn đường đi của con bạc. Nếu con bạc lên ô 38 thì ngay lập tức Vũ sẽ thả tượng vào ô 39 bắt đôi con vàng và con xe. Và cái việc đấy coi như là gần như là quyết định trận đấu trong một khoảnh khắc luôn. Thế là tôi không muốn chuyện đó xảy ra một chút nào cả. Đúng vậy. Và Điền đang khá là cẩn trọng trong ván đấu này, tôi nghĩ đấy là một điều tốt. Sự chúng ta đã nói quá nhiều về cái việc mà những cái kỳ thủ của câu lạc bộ Sugi Việt Nam người ta không sử dụng thời gian một cách cẩn thận và thấy được những cái kỳ thủ như này họ dành thời gian trong từng nước đi, họ suy nghĩ thấu đáo để đưa ra cái quyết định sáng suốt nhất thì tôi thấy rất là vui. Mặc dù vậy thì Điền cũng nên chú ý ván cờ này chúng ta có 30 phút giờ thời gian chính và có 60 giây Viomi thì cái thời gian chính chúng ta nên sử dụng một cách hợp lý và trong những nước đi khai cuộc có thể là không cần. Vâng. Đã có nước đi từ Điền và Điền quyết định tiếp tục xây. Có lẽ là Yagura rồi. Ô, một cái thành Cái tường à? thành này thì trong những trận đấu giao hữu giữa tôi với Vũ ấy, thì Vũ xây cái thành kiểu giống gần gần giống với cả Mino. Cái thành đấy con vàng sẽ ở ô 51 và con bạc sẽ ở ô sau 2. Cái con vàng, cái tác dụng của con vàng ở ô 51 ấy thì có thể bảo vệ được cái ô 141, 42. Những cái ô đấy rất dễ bị thả quân. Và cái ô, đặc biệt là cái ô 43 ấy, rất dễ tấn công. Lúc đấy thì sẽ có con bạc leo từ 3 31 lên 42. Xong tiếp đó đẩy con tốt lên. Nó sẽ tạo ra một cái cấu trúc khiến cho đối thủ không thể thả quân vào. Chúng ta sẽ chờ xem là Điền sẽ phản ứng với cái cấu trúc này như nào. Tôi nghĩ là cái cấu trúc này nó có thể đơn giản dễ xây, tuy nhiên nó có khả năng gây ra cái nguy hiểm cho Vũ trong những nước đi tiếp theo. Nếu như Vũ chơi không cẩn thận. Bây giờ Điền đang rất là khó khăn khi triển khai quân bạc, bởi vì quân bạc đang ở vị trí rất là khó để khai triển. Thế nên là trước hết phải ông Điền muốn khai triển thì phải di chuyển quân vàng ô 48 đi để con bạc có thể thi con bạc có thể đi lên. Ừ.
ông Điền dành ra rất nhiều thời gian để suy nghĩ một cái nước này. Thì đúng là cái nước này nó là nước quyết định trận đấu, thế nên là không thể đi vội trong những nước này được. Wow. Đưa xe ra cột 3. Tôi không nghĩ đây là một nước đi tốt trong thời điểm hiện tại đâu. Ui, bởi vì nhưng mà ông Vũ đưa xe ra cột 3 lại tạo ra một điểm yếu là có thể thả tượng vào ô 27. Một ô rất thuận lợi cho tượng có thể phong cấp được. Tại sao ông Điền có thể đi nước này nhỉ? Tôi hiểu ý định của ông Điền là ông ấy muốn đi con xe sang ô 38 để có thể thi triển được con bạc đi lên, bởi vì ông ấy sợ thả tượng ở ô 38, 39. Nhưng mà cái việc ông di chuyển xe từ 38, từ 28 sang 38 thì nó lại vô tình tạo ra khoảng trống ở ô 27. Cái ô 27 này lại khiến cho Vũ có thể tạo ra một con long mã free. Ngoài con Long Mã ra thì con xe của Điền từ một con xe kiểm soát bây giờ trở thành một con xe gần như là tắc. Nó đi vào tự giới hạn cái nước đi của mình. Con xe từ chỗ đang kiểm soát cái cột cột 2 rộng lớn bây giờ đi coi như là tự đi quần mình vào ngõ cụt. Tôi Yeah, không và thích nước đi tôi này. theo theo tôi như tôi đã nói thì Yagura là một thành cực kỳ sợ, cực kỳ yếu đáy, thế nên là nếu mà Điền mà mất con xe này thì Điền chắc chắn sẽ nắm phần lớn là sẽ thua cuộc. Thế nên là nếu mà Vũ thả tượng ở ô 27 thì Điền bắt buộc phải chạy xe, và nếu mà Điền chạy xe lại ra ô 28 ấy thì nó sẽ phí phí đi một nước của Điền thôi. Trước trận đấu này thì tôi đã nghe qua một cuộc trò chuyện vui vui với cả Vũ thì Vũ có bảo là kết quả trận này cũng phần nào đã được quyết định rồi. Tôi không tin đấy là sự thật. Tuy nhiên là có thể nào nước đi này của Điền là một dấu hiệu cho việc đấy chăng? Tôi cũng không biết. Không sao, tôi vẫn tin vào người anh em của tôi. Vâng, nước thả Tôi... tượng vào 27. Máy tính cũng đã chỉ rõ cho chúng ta điều đó. Không biết là Vũ có đọc ra không mà thôi. Và tôi nghĩ rằng là với một một, một cái thế cơ chơi trấn visa, xin lỗi chơi cư visa mà Điền chơi một cái ván cờ như thế này, tôi không nghĩ đây là một ý kiến hay. Tôi nói rồi nhưng mà tôi nghĩ rằng là có kiểu tôi không phải là người chơi cư visa nhé, nhưng mà tôi vẫn thấy thế cờ này không không tốt chút nào cho bên phía chơi cư. Và có lẽ chúng ta sẽ lại được một lần nữa thấy thêm một con xe vô dụng trong cư visa giống như là con xe của Toyoshima trong ván đấu khiêu chiến giải khắc định của Vương Tọa thì vừa rồi. Ôi. Nhưng mà nếu mà Vũ mà không đọc được cái nước thả tượng 27 thì nó lại là tạo ra một cơ hội cho Điền có thể di chuyển được con bạc thuận lợi. Không biết là bây giờ Điền có thấy có cảm giác sao khi nhận ra cái nước ô 27 bị lộ thế kia không nhỉ? Hoặc có thể đấy là đã nằm trong dự tính của Điền để thực hiện một mục đích khác. Wow. Đây. Theo tôi nghĩ nếu mà Vũ di chuyển xe sang cột 3 thì Vũ đã có ý định là tấn công vào cột 3 rồi. Vũ có thể là leo con vàng lên để tấn công vào cột 3. Wow, và Vũ không đọc ra. Wow. Khá là đáng tiếc. Vũ dành ra 3 phút 49 giây. Nhưng mà Vũ không để ý cái nước này. Có vẻ là trận đấu này nó quá là căng thẳng, khiến cho cả hai đối thủ đều rất cẩn trọng lẫn nhau. Hoặc đơn giản hơn, Điền muốn bàn game này nhưng Vũ bảo không, tôi muốn thắng ông bằng thực lực. Thực lực này lạ quá.
Theo tôi thấy là Vũ có một cái thói quen rất là xấu là quá quá là overthinking về một nước nào đó. Cái thói quen đấy tôi cũng đã nhìn thấy trong những cái ván đấu scrimmage với tôi, và có thể ở Vũ xử lý khá là tốt. Tuy nhiên là những cái có một số nước đi, ví dụ những nước đi nguy hiểm cho tôi mà Vũ nhìn tôi nhìn ra, nhưng mà Vũ không nhìn ra, từ đấy tôi có thể triển khai tiếp. Nghĩa là khả năng chung cuộc của Vũ vẫn còn phải cải thiện một chút. Đúng vậy. Thế nên là không biết Điền có thể sửa sai không? Ô, Điền đã nhìn ra rồi, Điền đã sửa sai. Nhưng khá mà đây lại là khá là cồng kềnh. khá là cồng kềnh, nhưng mà Điền đã chú ý về cái ô 39 tượng có thể thả, thế nên Điền sang xe 38. Thế nên bây giờ Điền lại nhận ra là đi xe sang 38 lại tạo ra khoảng trống ở ô 27. Thế nên là bây giờ Điền phải nghĩ cách khác để có thể khai triển được con bạc này lên. Không Một biết trong những Điền cách bây giờ đấy đã nghĩ ra cách gì có chưa? thể là đẩy con vàng sang cột 5. À, Vũ Cũng hợp đã làm điều lý. đó trước. Có lẽ là một cái cấu trúc thành này An thấy quen đúng không An? An vừa mới nhắc đến lúc nãy đúng không nhở? Cái cấu trúc thành này theo theo ông thấy là cái ô 41 này một ô rất 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 là ngon lành để ghim một con xe, thế nên là cái việc mà ông Vũ di chuyển con vàng từ 61 sang 6 sang 51 là một chuyện là hoàn toàn hiển nhiên thôi. Từ chỗ có một cái sai lầm khá là nghiêm trọng đi, không không quá đánh mất ván đấu, tuy nhiên cũng khá là nghiêm trọng ở khai cuộc, thì bây giờ ván cờ nó lại quay trở về thế cân bằng, và có lẽ là đã nhìn thấy quyết tâm không không bàn ván đấu của Vũ nên là Điền quyết định chơi nghiêm túc. Đây mới là một trận đấu cư phi sa đổi tượng mà tôi hay gặp này. Đúng rồi. Cái việc đẩy tốt 46 và đẩy tốt 36 để khai triển con mã và con vàng lên Không, hoặc chúng ta là có thể coi cái nước đưa đưa xe đi đưa xe lại của Điền là một nước chờ để cho Vũ có thể triển khai con bạc, một một cái nước thăm dò xem đối thủ sẽ làm gì đúng không? có thể có vẻ là Điền muốn đưa con xe xuống ô 29 chăng để thủ đáy. Điền đã nhảy mã lên, có thể là có ý đồ tấn công vào cột 2 rồi. Nhưng mà vấn đề bây giờ nếu mà tấn công của cột 2 nó vẫn chưa đủ lực lượng để tấn công. Đúng vậy, đúng vậy, còn phải đưa con bạc lên nữa. Nhưng mà con bạc bây giờ cứ không không thể cứ thế đưa lên 38 được, thả con tượng vào. Và cái việc đổi tượng nó cũng mang lại nhiều biến số, có thể là đưa mã lên dọn đường cho con xe chạy xuống xuống hàng 9 để có thể triển khai con bạc lên. Có thể là như vậy. Và Vũ đã đưa con bạc lên U54. Cái vị trí con vàng, con bạc ở U5 quả. Nhưng mà cái nước này hơi kỳ lạ bởi vì cái việc đổi tượng mà đẩy tốt 56 là một việc nó hơi là tối kỵ đối với một trận đổi tượng mà đánh cư, bởi vì về trong tương lai ấy, thì Vũ có thể thả tượng ở ô 39 này để có thể bắt con xe vào, có thể đi ra khỏi cái vùng thủ của Điền ấy để phong cấp một con tượng. Thế nên là cái việc đẩy con tốt từ 57 đến 56 là một cái ý tưởng tôi không nghĩ là nó tốt cho lắm. Có thể bây giờ anh Vũ sẽ chuyển lực lượng tấn công sang cột 4 chăng? Và đúng là như vậy. Anh Vũ đã chuyển lực lượng tấn công sang cột 4. Đúng là dân chơi chắn cũng khác. Cái việc đẩy con xe sang cột 4
Có nghĩa là cái vị trí giao tranh sẽ là ở ô 45. Và ô 45 nó có sự thủ ở một con tốt, một con mã. Nhưng mà hiện tại con mã của ông Điền, điểm yếu của nó rất là rõ ràng ở trên đầu. Đầu con mã đang không có con nào bảo vệ cả. Thế nên là việc có nên, tôi nghĩ là nên leo Bạc. con vàng lên để thủ sao? Bây giờ vẫn chưa leo được con bạc, bởi vì nếu mà leo con bạc thì sẽ mất con xe À với đúng con rồi. vàng. Không, ý tôi là Thế nên bây giờ con bạc của Vũ có thể nhảy lên tấn công vào đầu con mã. Có thể là đẩy vàng lên 47, sau đấy là đẩy bạc. Nhưng mà theo tôi ấy, thì cái thế cờ này nó đang hơi nghiêng về phía của anh Vũ. Bởi vì cái ý đồ trong những bước đi của anh Vũ nó rõ ràng hơn là bây giờ anh Vũ đang muốn tấn công cột 4. Thế nên là anh Vũ chuyển xe sang để tấn công một cột 4, nhưng mà Điền vẫn chưa có một cái kiểu như là cái chiến lược gì để khai triển con bạc của ông ấy. Nó vẫn là rất là khó khăn cho ông ấy. Bây giờ theo tôi cái nước tốt nhất là nước vàng 47 chăng? Để có thể vừa thủ được đầu con mã mà có thể vừa thủ được cái cột 4. Tôi nghĩ là Điền bị hơi hơi bị kiểu out khai cuộc rồi. Mặc dù là thế cờ đến bây giờ vẫn cân bằng, tuy nhiên là Điền mất một lượng thời gian khá lớn và đúng như An nói, Điền bây giờ vẫn chưa định hình được cái mục đích trong nước điều mình. Điền có thể hiện tại thì cái Yagura của Điền vẫn chưa xây xong. Vũ thì có một cấu trúc tạm ổn. Tôi hơi lo cho việc là cái đấy có thể bị đục, nhưng mà bây giờ thì bớt lo rồi. Bởi vì có vẻ như Điền đang chưa tổ chức được tấn công. Điền chưa vẫn chưa khai triển được con vàng và con bạc của con Điền, của ông Điền lên. Thế nên là việc tấn công của ông Điền rất là khó khăn. Đúng Ngay cả như đến việc thủ cũng rất là khó. anh nói, mặc dù là cái đánh giá máy tính vẫn đang là cân bằng, tuy nhiên là chúng ta thấy Điền đang gặp rắc rối khá lớn và cần phải suy nghĩ nhiều trong những nước đi tiếp theo. Biết ông Điền sẽ đi những nước gì tiếp theo đây. Tôi hiểu ý tưởng ông Điền là lên con vàng ở 4 ở 48 lên 57 để sang con xe cột 4 để tiếp tục thủ con xe hàng 4. Nhưng mà vấn đề của lên con vàng này là không có quân nào để thủ con mã cả. Như chúng ta vừa phân tích thì cái vấn đề đầu con mã bây giờ nó lại trồi lên. Mặc dù là con vàng bây giờ nó cũng... Tôi nghĩ là con vàng đang tạm thủ được, tức là... Bởi vì để tấn công vào đầu con mã thì có thể là cần phải đẩy con bạc lên. Tuy nhiên là có thể có đường khác, có thể là Vũ sẽ thì luôn con tốt ở cột 3. Và sau đấy làm cách nào để lấy lại một con tốt và thả vào đầu con mã. Vũ lên tốt 64. Cái nước này Vũ đang đi những nước quan trọng mà đi rất nhanh nhé. Bây giờ cái điểm yếu ở cái đầu con mã nó đã không còn, bởi vì nếu mà đẩy tốt 3 năm ấy thì con bạc ngay lập tức lên U47. Thế nên là sẽ không còn điểm yếu ở đầu con mã nữa. Thế nên là bây giờ chỉ có thể là cả hai bên đều khai triển xây nốt cái thành, hoặc là ông Điền ông ấy khai triển lực lượng để tấn công tiếp thôi.
rất tiếc cho anh Vũ là hôm nay đánh rơi đã hai cơ hội rõ rệt. Có vẻ như là cái việc bỏ lỡ cơ hội này của anh Vũ diễn ra khá là thường xuyên. Tôi khá là lo về cái tình trạng này. Cho tôi hiểu là cái nước này có nghĩa là để lên con mã để tấn công bắt đôi chăng? Mặc dù vậy thì tôi nghĩ là với người chơi trấn thì trừ khi bạn đang xây Minoca và xây Vương Miện Bạc thì tôi không nghĩ là nên nâng đội hình như thế này. Cái việc đẩy tốt 66 chung thấy giống một cái thành gì mà bọn mình hay nói không? Vẫn phải chiến bại à? Không, giống Yagura, nếu mà ông Điền ông đi con vàng từ năm 7 sang À, 6 ừ đúng 7. rồi, nó là cấu trúc cho Yagura đầy đủ, đúng rồi. Đúng rồi. Bây giờ đi con Nếu vàng mà sang. cái trận đấu này nó vẫn rất là căng thẳng, bởi vì bây giờ tôi nghĩ là cả hai bên đều không có bất lợi gì hoặc là cái lợi gì hết ở chỗ này hết. Cái này nó là hòa, Tôi nó nghĩ không có gì hết. là đây là một ván đấu thú vị nha, tức là bình thường chúng ta sẽ không thấy giao tranh nổ ra ở trung tâm bàn cờ mà chúng ta sẽ thấy hai cánh. Và ván đấu này thì hai kỳ thủ đẩy đội hình ở trung tâm lên rất là cao. Và tôi nghĩ đây là một ván đấu có thể là chúng ta sẽ có thể nghiên cứu lại khá là nhiều. Và một cái ván đấu khá là hiếm xảy ra ở trong các giải đấu của câu lạc bộ Sugi Việt Nam hiện nay. Tôi nghĩ rằng Nhưng mà là cái việc đẩy cái đội hình vào trung tâm nó khá là hay, tức là cái giống như kiểu là chiếm chiếm đất ấy. Tôi nghĩ là tôi đã nhìn thấy những cái ván đấu kiểu này giữa Thạch và một số đối thủ người Nhật chăng, hoặc là trong một ván World Showcase League nào đấy mà tôi từng xem, nhưng mà tôi chưa được nhìn thấy nó ở những kỳ thủ khác ở Việt Nam. cái việc chiếm đất này là chủ yếu để tránh cho việc thả tượng. Thế nên là cái việc xây dàn tất cả quân ra cũng là điều dễ hiểu thôi. Cũng đúng. Và Vũ đã nhận ra điểm yếu của cái thành mình. Có thể thành của Vũ rất là yếu ở biên, bởi vì không có con vua thủ ở ô 993. Thế nên là Vũ đã quyết định di chuyển con vua sang bên ô 82 để có thể thủ biên tốt hơn. Mặc dù vậy thì cái cấu trúc thành của Vũ bây giờ dường như là nó hơi khó phát triển một chút. Có lẽ là đẩy bạc lên 73, nhưng mà tôi nghĩ là cũng phải làm thế thôi. Nhưng mà tôi nghĩ là cái cấu trúc của Vũ đang hơi gọi là bạc 73, sau đấy là đưa vàng sang 72 chăng. Nó hơi chậm và nó tức là bởi vì Vũ không tuân theo cái quy luật phát triển Mino thông thường, cho nên là hiện tại thì cảm giác cái cấu trúc này nó hơi hơi lạ và nó hơi kiểu không không tự nhiên. Ông Điền đã quyết định xây nốt cái Yagura rồi. Yagura rồi, chắc chắn là như vậy. Mà ông thấy cái điểm yếu của anh Vũ là cái điểm yếu ở cái chỗ tốt 74 ấy. Cái chỗ tốt 74 này này. Đó, con mã của ông Vũ lên thì điểm yếu ấy càng rõ rệt hơn, bởi vì nó không có con gì để thủ cả. Tuy nhiên là hiện tại Điền cũng không có lực lượng để tấn công vào đấy. Có lẽ là một cấu trúc kiểu Mino chăng? Tôi lại nghĩ một cấu trúc kiểu Yagura chăng? Yagura phải. Trận đấu ấy rất là khó. Ồ, và Điền quyết định xây nốt Yagura. Wow, Vũ cũng quyết định xây Yagura luôn. Anaguma. Wow. Điền quyết định xây Anaguma. Có lẽ là Điền đã nhận thức rõ cái bất lợi về thời gian mà mình đang phải chịu. Như tôi đã nói từ đầu ấy, thì những trận đấu giữa Trung Visa người ta thường hay chuyển về thế Anaguma.
Và trận này là một trận điển hình cho cái thành này. Cái Cảm giác là Điền trận đang muốn nhây nha. cũng có thể bởi vì cái khoảng thời gian giữa Vũ và Điền nó đang gấp đôi. Thế nên là cái việc Điền muốn câu thời gian của Vũ là cái điều mà hoàn toàn có thể hiểu được. Wow. Chơi Anaguma nhưng vẫn quyết định đẩy để tốt biên. Vẫn đẩy tốt đồ thương lên. Tôi thấy khá là lạ. Anaguma thường sẽ không làm như thế. Wow. Mong là ông Điền không bị mắc cái bẫy sơ đẳng này. Nếu mà để ý cái thành của Vũ ấy, có một ô rất là yếu là ô 31 này, hoàn toàn có thể thả tượng vào. Là trong tương lai chứ chưa phải bây giờ. Đây là Nhưng cả lý mà do cái chúng ta khuyên người mới nên không nên nâng cao đội hình quá nhiều, thì nó sẽ tạo ra những cái lỗ hổng để thả quân vào. Vũ đã quyết định đẩy tốt ở cột 6 lên để phát động tấn công. À, sẽ xem Điền sẽ làm gì. Điền đã hoàn thành nốt cái Anaguma của mình rồi. Nhưng mà liệu đây có phải ý hay không nhỉ? Tôi nghĩ là vẫn chưa làm sao. Ừ, có thể thật. Cảm giác Nhưng cái việc là lùi Vũ vẫn chưa có cơ sở nào quá rõ ràng để tấn công lên cái cấu trúc thành của xin lỗi, là Vũ chưa có cơ sở để tấn công Điền. Và Điền với một con vàng ở vị trí như này thì tức là nó vẫn chưa mất đi quá nhiều tính cơ động của nó. Vàng mặc dù đang ở cao tuy con nhiên là cái vàng khu vực nó ở khá là thông thoáng. tôi còn nghĩ đến việc tấn công đầu con mã ở ô 75 cơ, bởi vì con mã bây giờ đang rất yếu. 75 hay 73? 75 này, ô này này Tức là đẩy đi con con tốt tốt lên. à? Đúng rồi. Đấy đấy cũng là một cách. Tuy nhiên là hiện tại mã mã 65 vẫn đang cứu được. Và nếu như để mã 65 thì cái cấu trúc Anaguma không có tốt của Điền sẽ gặp khó. Nhưng mà nếu mà tôi nghĩ nếu mà con mã lên lên 6 6 5 ấy, con mã lên đây này thì lập tức Điền sẽ đẩy con tốt 5 6 lên. Cũng có thể, và sau Lên. đó hoặc hoặc là thả tốt 66. Ừ, đúng rồi. Nhưng mà nếu mà thả tốt 66 thì sẽ bị mất con bạc. Thế nên là việc lên con mã ở ô 65 là không không Ồ, ok cho lắm. thả tượng rồi. Ồ. Ui. Vũ đã nhìn ra best move. Nước này hay nha. Phong cấp con tượng đồng thời tấn công vào đầu con mã ở bên kia. Hiện tại thì vàng ở bên này đang không có con nào bảo vệ. Nếu như một cấu trúc Anaguma đầy đủ, các bạn sẽ nhìn thấy một con vàng ở 79 như thế này. Mặc dù vậy thì điều đấy không xảy ra trong ván đấu này. Và bây giờ con vàng của Điền sẽ phải lựa chọn, một là con vàng và hai là đầu con mã. Và có lẽ Điền sẽ chọn con vàng. Hiện tại đồ con mã nó không có gì quá nguy hiểm, tuy nhiên là tôi nghĩ là đây có thể sẽ là bước ngoặt ván đấu, vì là cái đám quân ở phía bên phải của Điền đang liên kết với nhau khá là rời rạc, và có thể đấy sẽ là điểm để cho Vũ khai thác bằng việc thả con tượng vào quấy rối như thế này. Ba cái quân Nhưng cầu ở mà bên phải đấy, có ba thể là con bạc với con mã, nếu mà cứ thủ như này thì con tượng của ông ấy, ông Vũ chưa thể có tác dụng ngay được. Thế nên là việc tôi nghĩ là cái việc chạy con vàng đi để thủ nó sẽ hợp lý hơn, bởi vì con bạc với con mã nó đang thủ nhau rất khỏe. Trong lúc mà con tượng ăn lên 36 để phong cấp thì hoàn toàn ông Điền có thể tấn công ngược lại. Có thể ví dụ là tấn công đầu con mã này hoặc là thả ấn tượng này.
Thế nên là việc cái việc mà thả con tượng O69 này, tôi nghĩ là nó vẫn chưa có một cái gì đó là quá là nghiêm trọng. Nhưng mà cái nước này cũng rất là khó để có thể nghĩ được nhanh được. Thế nên là điền đúng như cái tên Pressure đang rất là căng thẳng. Không biết điền sẽ đi nước nào đây? Pressure cooker. Nồi cơm điện. Nồi áp suất. Giờ phải làm sao đây? Điền đặt trong mình cái biệt danh khá là thú vị, đấy là pressure, áp suất, áp lực. Điền Mong là cũng Điền khi vào những cái trường hợp áp lực thì có thể vượt qua được. Điền khá là thành công trong việc gây áp lực cho đối thủ mình và cũng khá là thành công gây áp lực ngược lại cho chính mình. Bây giờ Điền chỉ còn 5 phút trên tổng số 30 phút và ván cờ vẫn đang trong giai đoạn chung cuộc khá là sớm. Và tôi không nghĩ là ván cờ sẽ kết thúc ở một thế ở những nước đi nào gần đây đâu. Ồ, Wow. Điền cũng đã nhìn thấy best move. Smooth. Ồ, tất nhiên rồi, tất nhiên là con tốt ở đầu đầu Tất mã nhiên. rồi. Điền đọc được nước đấy luôn. Wow. Điền đọc được nước tấn công luôn. Và sau này Wow. là tiến con vàng lên và có thể sẽ là thả tốt. Thế cờ vẫn đang khá là cân bằng và hai kỳ thủ vẫn đang cho chúng ta thấy cái khả năng đọc cờ khá là tốt của mình. Mặc dù vậy, tôi nghĩ là Vũ chưa đọc được nước này và Vũ sẽ phải dành một khoảng thời gian khá khá để phân tích cái thế cờ này. Nếu mà Vũ không đánh đánh không cẩn thận thì hoàn toàn có thể thua trong cái tình huống này. Bởi vì để ý cái con tốt 7-4 nó là cái vị trí nó rất là gần con vua. Thế nên là cái thành Anuma của ông Điền vẫn rất là chắc chắn. Chưa có mối nguy hại gì. Thế nên là bây giờ nếu mà Vũ không thủ hợp lý thì hoàn toàn có thể thua trận này. Thực ra thì tôi thấy cái lực lượng tấn công thành của hai bên vẫn chưa rõ ràng. Cả hai bên nhá. Tôi nghĩ là sẽ phải có thêm một vài cuộc trao đổi quân ở giữa bàn cờ. Đặc biệt là ông Điền nếu mà mất con vàng ở ô 66 thì hoàn toàn có thể dẫn đến kết cục Đúng rồi. Nhất là Điền vẫn chưa thả tượng. Đến thời điểm này Điền thua. vẫn chưa thả tượng và con tượng trên tay Điền đang là biến số khá lớn mà Vũ đang cần phải cân nhắc. Mặc dù hiện tại nhá, cái cấu trúc của Vũ đang khá là tốt, khá là kín kẽ để không cho con tượng của Điền được thả vào trong trại của Vũ. Tuy nhiên, tôi không chắc điều đấy có thể duy trì được tiếp khoảng bao nhiêu. Tôi đang nghĩ đến tốt 5 năm dành cho Điền. Sau đó sẽ mở ra một khoảng trống khá là lớn. Và có thể sẽ Nhưng là mà trước tượng 7600. đó thì anh Vũ phải làm gì đó với con tốt ở 7-500. Đúng vậy. Chắc là sẽ bắt luôn thôi. Hoặc nếu không thì đẩy con bạc lên để phòng ngự, đẩy con bạc ở cột 6 lên. Tôi lại không nghĩ cái nước bắt luôn nó là nước hay. Tôi Bởi vì cũng nếu bây giờ thả tốt 6 năm có thể đuổi con vàng đi đúng rồi. thì có thể ăn lại được. Không thả tốt sau năm thì đơn giản là vàng chạy sang ngang thôi. Vàng chạy sang ngang thì ông anh Vũ ông có thể lên bạc 62 lên 63 để thủ tốt đầu 74. Ồ, và Ồ. Vũ thì đã không làm như vậy. Và một nước đi có thể nói hơi tôi không thích nước đi này cho lắm Nhưng nha. tôi cũng thế. Như Cái tôi nước đã đi này tạo nói. ra khoảng trống ở trên đầu vua. Đúng vậy.
Như tôi đã nói thì cái việc đổi quân ở giữa bàn cờ nó sẽ gây ra biến động, nó sẽ định hình cái lực lượng tấn công của hai bên rõ hơn. Tuy nhiên, với việc mà hiện tại là Điền sẽ có một con bạc trong tay sau cái pha trao đổi này thì có thể chúng ta không dám thả con tượng vào 3 3 1, nhưng mà bạc thì có thể sẽ quấy nhiễu đội hình rất là lớn. Thậm chí là không thả vào đấy thì nó hơi tù đi. Có thể là vào khu Ô, vực trước vua chẳng hạn. từ ông có để ý cái đường chéo vua không? Và có thể là chiếu tướng bắt xe. Ồ, rất Ồ, là tốt, tôi lại chính nghĩ từ đến chữ việc Điền. thả tượng 5 năm. Nếu mà ông Vũ chặn con gì ở ô 7-3 thì có thể ăn tốt vào để ghim lại con đấy. Thực ra thì thả tượng ở đấy bây giờ tôi nghĩ vẫn đang là hơi tù, tức là hiện tại mã đang kiểm soát 77 và tượng thì thả vào đấy đang có rất là ít nước đi ngoài việc chiếu vua. Sau đó nếu như để con tốt lên để bắt con tượng thì tượng sẽ không còn đường chạy. Tôi nghĩ là chưa nên Nhưng thả tượng mà vào lúc này. trước khi đấy thì phải phải thủ con vua đã. Đúng vậy. Còn nếu mà Vũ lên con gì thủ ở ô 73 thì con tốt 75 sẽ ăn lên con tốt 47 và 77 74 và đe dọa vào ô 73. Lúc đó Vũ cực kỳ khó thể phòng thủ cái ô này. Nhưng mà cái nước thả tốt 65 à 666 tôi thấy cũng khá là ok, không không có vấn đề gì cả. Toàn là bad move. Điền đi toàn bad move. Điền có bật hack không vậy? Chuyện Điền gì ơi! đang xảy ra thế này? Điền đi toàn bad move. Trong trong vỏn vẹn 15 giây, Điền đi 3 nước bad move. 3 nước có thể thay đổi thế trận này luôn. Và dường như là Vũ Ừ. đang từng bước đánh rơi ván cờ này. Ui. Có lẽ tôi và ông đang underestimate Điền chăng? Chúng ta đang nhìn thấy sự lợi hại của Điền sau chừng đấy thời gian suy nghĩ. À. Không, mặc dù tôi phải công nhận một điều là Vũ đi hơi vội trong khoảng thời gian vừa rồi. Cái nước lấy Ừ, đúng mã rồi. nó khá là vội khi mà cái giao tranh nó vẫn đang còn khá là căng thẳng ở phía trung tâm bàn cờ. Và bây giờ thì Bây giờ có thể Điền tấn công vào đường chéo của vua. trong phút chốc đồ thị bỗng nhiên chuyển màu đen kịt. Nhưng mà cái nước thả tượng nó cũng là một nước khó để đọc ra. Không biết Điền sẽ đi nước gì đây. Điền ơi, cố lên. Không biết là An cảm thấy thế nào về cái sự thay đổi của chính đối thủ cũ của mình, tổ hai. Nói là đối thủ cũng không phải, vì tôi với Điền được gọi là anh em với nhau, đều là fan một idol. Có thể ông có thể biết là Habu 100, tôi với Điền là một die hot fan đấy. Habu 99 Có thể thôi. Chưa 100 được không đâu. không 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 Nước thả tượng bây giờ nước thả tượng nó mới có ý nghĩa này, và nó cũng chính là best move được chỉ ra bởi máy tính. tôi nghe Gì nói đi chân. là tôi nghe nói là Habu khoảng thời gian gần đây Habu cũng phải nghiên cứu bằng máy tính từ sau cái trận vương tướng với Fuji, và quả thật là máy tính cho chúng ta rất là nhiều khả năng, cho chúng ta những cái khả năng chúng ta thỉnh thoảng có thể không nghĩ tới, mặc dù những cái khai cuộc, những cái đấy thì sách vở nghiên cứu hết rồi, có thể là chúng ta không không có cái gì ngoài sách vở nữa, nhưng mà những cái nước xử lý chung cuộc thì máy tính làm rất là tốt. Ừ.
vấn đề của máy tính ấy là nó sẽ tính được cái nước rất là dài, rất là lâu dài, thế nên là con người rất khó để đọc ra được. Máy tính người ta máy tính nó sẽ không tính theo kiểu kiểu logic, nó cũng hay không hẳn thế, nó sẽ tính được tất cả các nước chứ nó không phải tính theo kiểu logic của con người, thế nên là cái việc mà con người có thể đánh được như máy tính rất là khó. Mặc dù vậy thì sẽ có những nước mà chúng ta suy nghĩ về logic nó sẽ có tốc độ nhanh hơn máy tính. Chúng ta thấy Fujisota trong rất là nhiều ván cờ mình, tức là máy tính, đấy là vấn đề máy tính nó có thể cho ra kết quả tốt. Tuy nhiên cái tốc độ máy tính thì vẫn ở trong Shogi thôi nhá, trong Shogi nó vẫn đang còn có những cái giới hạn nhất định. Và các kỳ thủ Shogi, đặc biệt là vào trong thời gian Shogi 1 phút, người ta sẽ cần phải suy nghĩ rất là nhanh. Và Fuji đã như ván đấu với Toyoshima, kể cả Toyoshima cũng thế, cho thấy khả năng đọc cờ trong 1 phút. Những cái kỳ thủ đẳng cấp cao của Nhật Bản, họ cái khả năng đọc cờ của họ chúng ta vẫn vẫn phải nể phục, và hiện tại vẫn có một vài đâu đấy là nhỉnh hơn AI một chút, nhỉnh hơn máy tính một chút. Không biết ông anh Vũ sẽ làm nào đây. Đây có lẽ là một thế khó cho Vũ, và Vũ cũng bắt đầu phải dành nhiều thời gian, và khả năng cao là cái lợi thế về mặt thời gian mà Vũ đang có sẽ mất đi sớm thôi. Vũ này, cái nơi này chắc Vũ phải nghĩ rất lâu rồi. Điền thả con tượng chiếu này có nghĩa là Điền đã tính chơi tấn công rất tay rồi, không còn ngại gì nữa. Thể thấy anh Vũ đang đọc rất là kỹ này, khuôn mặt rất là trầm tư, mới chỉ nước 66 thôi. Vũ có vẻ rất là lo đấy. À, có lẽ nào về mặt trầm tư pha lẫn một chút lo âu của Vũ đang khiến cho ván đấu này trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Ây chúng ta suy nghĩ về những cái nước tiếp theo cho Vũ một chút đi. Thì An, không biết là An có suy nghĩ gì, những nước đi nào có thể cho Vũ ở trong, cứu được Vũ ở trong tình thế này. theo tôi ấy, là theo tôi nghĩ nên chạy luôn con vua không ạ? Ví dụ như là chạy luôn con vua O71 này thì sẽ đỡ bị thiệt quân hơn là cái việc tiếp tục cù nhây. Cháy cối. Đúng rồi, ví dụ như là nếu mà Vũ trầy cối muốn chặn cái đường tấn công đấy bằng việc lên con bạc từ con 6 62 đi lên 73 thì đương nhiên rồi, con tốt 75 sẽ chắc chắn Với bản năng lên sát thủ, 74. Đúng rồi, với bản năng sát thủ. Điền Với cả tiến tốt. cái việc mất xe của Điền ấy nó là một việc không quan trọng, bởi vì thành Anu Ma của Điền vẫn rất là mạnh. Cái con xe nó đang không tham gia vào bất kỳ điều gì Đúng trong cuộc rồi. điền. Con Bây xe gần như không giờ có giá Điền trị. mà cho à bây giờ Vũ mà cho Điền một con vàng thôi là nó rất là nguy hiểm luôn. Không, nhưng tất Thế nhiên nên nếu như mà là con xe của điền mà ở đấy thì nó sẽ mạnh, cái thế tấn công của điền sẽ mạnh hơn nhiều. Hiện tại con xe vẫn đang kiểm soát cột 7 nha. Tuy nhiên là con xe bây giờ gần như là con xe chết. Tôi nói không có giá trị gì bởi vì nó là con xe chết. Tuy nhiên là nếu như con xe vẫn ở yên đấy thì nó sẽ kiểm soát rất là tốt.
và dường như Có là sợi thế Vũ đã nhở? chặn, nhưng mà chặn hơi vô nghĩa thì phải. Không, ý ý của Vũ tôi hiểu nhá, là chặn con tượng ăn lên để con bạc lên Ồ 73 để tấn ừ công lại con tượng, nhưng mà ừ vấn đề đúng, con tượng có thể lùi bù mà. lại. Bây giờ con tượng chỉ có thể chỉ cần lùi lại ô 55 thôi mà. Máy tính đang cho chúng ta một đề Hoặc nghị hay hơn một chút, đấy là thả con mã để bắt đôi wow. vào thời điểm bây giờ. Tôi nghĩ cũng hợp lý thôi, nếu như mà tốt ăn lên thì bye bye xe và chấm Wow, chấm nếu mà chấm hết cho Vũ. Điền mà đọc được nước này thì không còn gì để nói luôn. Quá đỉnh. Đúng là idol của tôi. Đúng rồi, idol Điền. Ồ, What Điền đã đọc được đứng đi này. the fuck, toàn bad Ui move. Toàn bad move, what the fuck. dồi ôi. Chuyện gì đang xảy ra thế này? What the fuck. À, xin lỗi quý khán giả, nhưng Nước mà tôi đi. không không thể tin được. Nước Toàn đi bad thứ move. 69 của ván đấu này là một nước đi rất là nice. Từ phía kỳ thủ Huỳnh Hữu Vương Điền, đúng là kỳ thủ hạng A có khác. Vâng. Và bây giờ cái lợi thế thời gian đó của Vũ dường như là không còn quá quan trọng. Gì vậy chơi? Không thể tin được luôn. Và sẽ là một sự trao đổi ngang bằng, Vũ lấy tượng còn Điền lấy xe. Và sau đó Điền thả con xe quấy nhiễu đội hình của Vũ. Thành của Vũ bây giờ coi như không có gì. Thành của Điền thì chắc mấy chục nước nữa Vũ mới đục được, miễn là Vũ còn đủ quân. Nhưng mà không, Vũ có lẽ không có quân nữa. Đơn giản đổi xe thôi. Ok. Điền ơi, Ampressor lại vũ rồi. Điền đang thi đấu rất là hay ở trong ván đấu này, có thể nói như vậy. Tôi nghĩ là cái lựa chọn Anaguma rất là hợp lý trong cái bối cảnh mà lúc nãy cái cấu trúc thành của Vũ, tôi nghĩ là không thể xây được một cái tương tự như Anaguma nữa. Và cái khả năng chạy cuối của Vũ gần như là không có. Mặc dù vậy thì tôi nghĩ là Vũ đã có thể suy nghĩ thấu đáo hơn trong những nước cờ sau của mình. Kiểu nếu đã nhìn thấy cái bản chất hai cái thành khác nhau như vậy thì Vũ có lẽ nên chơi phòng thủ cẩn thận hơn một chút. Và Bây rõ giờ ràng là thành Anaguma của Điền nó rất 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 là khỏe, chưa mất một con nào luôn. Để tấn công vào cái thành này thì phải ít nhất phải mất 1 2 3 4 5 5 nước nữa mới có thể chiếu được. 5 nước, nhưng mà 5 nước đấy với điều kiện là có quân ở, có quân tấn công ở khu vực này. Bây giờ đấy là điều mà Vũ không có. Nhưng nó còn chậm hơn nữa. Nhưng mà cái thành Anaguma của Điền bây giờ khỏe như con Baron 4.000 tiền hồi chiều của T1. Quá mạnh với bản năng sát thủ. Kiểu tôi thấy ai cũng đánh giá thấp Điền ấy trong trận trước trận đấu này. Không ai đánh giá đúng sức mạnh thật sự của Điền cả. Có vẻ như là khi pháp sư đi vắng thì những người còn lại trong dàn caster của câu lạc bộ Sogi Việt Nam làm thay công việc của pháp sư, đấy là phán. Và có vẻ như là aura của pháp sư đang phát huy hiệu quả cho chính anh ở trong ván đấu này. Bây giờ Điền đơn chỉ đơn giản là đi con mã phong cấp từ 42 vào 45 à vào 52 là coi như Vũ cái lớp phòng thủ Vũ coi như tắc thở, Vũ không thể làm gì luôn. Vũ đang rất là lo lắng. Khó thật sự. Vũ thả xe. Bây giờ Điền đã gây áp lực ngược lại cho Vũ. Từ gấp 3 lần thời gian, từ 15 phút và 5 phút đây trở thành 1 phút và 1 phút. Có thể Vũ lại sẽ là người vào build cho mid trước chăng?
Bởi vì bây giờ Vũ đang ở thế rất là khó. Ây tôi thật sự là không biết phải nói gì nữa. Trận này Điền đánh quá xuất thần. Tôi không nghĩ là ván này sẽ có những cái pha quăng game như là ván trước đâu. Tôi nghĩ là đến thời điểm này Vũ bắt đầu có thể tính đến chuyện cúi đầu xin thua được rồi. Bởi vì Thực đơn chất giản là cái Anakuma của Điền quá là vững chắc và một con Long Mã của Vũ không thể làm nên một xuân. Ồ, Vũ quyết định chạy cú tấn công tiếp. Chúng tôi thì không thể biết trong trường hợp Vũ chạy cuối đánh tiếp thì nó sẽ như thế nào. Tuy nhiên chúng tôi có thể biết được là chiến thắng đang ở rất gần Điền rồi. nhưng mà Điền đoạn này phải đọc chiếu hết, và cái việc đọc chiếu hết trong thời gian rất ngắn này tôi sợ vẫn chưa đủ với Điền. Đúng rồi, tôi nghĩ là Vũ đang muốn, mặc dù là bây giờ nước đi đấy nó cũng khá là hợp lý nha. Khi mà bây giờ Vũ đang muốn ép ngược lại Điền về mặt thời gian, hai kỳ thủ bây giờ đang không còn quá nhiều thời gian và Điền đã quyết định chơi an toàn. Tôi nghĩ đây là một quyết định sáng Tôi suốt. nghĩ hợp lý, đúng rồi, tôi nghĩ sáng suốt thật. Rất hợp lý thôi. Mình ít thời gian thì mình cứ chơi an toàn thôi, mình đang thắng mà. Và như tôi đã nói thì Vũ là lại là người bước vào thời gian Biyomi trước, trái với sự dự đoán của tất cả chúng ta khi mà xem cái cách mà ván đấu này bắt đầu. Vũ tiết kiệm được thời gian trong giai đoạn khai cuộc, tuy nhiên là những cái xử lý chung cuộc Vũ lại làm không tốt và cái thời gian đấy nó không được tận dụng. Ừ. Và Vũ quyết định tấn công tiếp. Và cái nước này là nước không hay. Bây giờ nếu mà Điền thả thả C61 thì Vũ không còn làm được gì hết. Bởi vì nếu mà thả con mã ở 7 76 ấy thì nếu ăn con bạc chiếu thì con vàng ở 79 ăn lên. Ồ. Điền nó không cho cơ hội để ăn luôn. Nếu là tôi nghĩ nên tấn công luôn. Đêm dài lắm mộng. Thực ra thì dù trước dù sau Điền cũng sẽ tiến vào Biyomi thôi nên cái việc tấn công luôn bây giờ nó cũng không còn quá nhiều ý nghĩa về mặt thời gian. Tôi nghĩ là có thể từ từ một chút cũng được. Có thể là Điền muốn ăn chắc và điều đấy dễ hiểu thôi. Wow. Tấn Thả công xe tiếp. 61 trắng. Điền cũng đã Bởi bước vì vào Vũ Biyomi rồi. căn ui nó hơi chậm quá, Hơi chậm. hơi chậm Nhưng mà vẫn không không làm sao cả. Vẫn không ảnh hưởng lắm. bởi vì con vàng ở chỗ 75 nó vẫn chưa có tác dụng gì cả. Fan đội ca giấu tên người ta cũng nói rằng là kẻ yếu không được chọn quyền chết ở trong một ván đấu nào đấy. Mặc dù trong Shogi thì điều đấy không phải lúc nào cũng đúng, bởi vì những cái nước đi chậm như vậy đôi khi có thể trả giá bằng cả bản đấu. Ừ. Bởi vì về cuối trận, Sugi là một kiểu một game so xem ai nhanh hơn ai. Đúng rồi, một cuộc đua. Đua. Đua chiếu hết. Áp lực thời Wow. gian, áp lực thời gian đang dần tiếp cận đến với Vũ và dần là những nước đi Ui. ném quân ra ngoài cửa sổ. Đồng vàng lên trắng, ok, hay. Tất nhiên rồi. Bây giờ Vũ chỉ có một con bạc thôi. Bây giờ Vũ có thể làm được gì đây? Cái khu vực tấn công nó còn quá xa.
Như chúng tôi đã phân tích thì để đục vào cái Hanaguma của Điền bây giờ là không thể. Tốn rất nhiều nước đi và trong từng đấy nước đi thì Điền đã giải quyết xong vũ rồi. Sanchu Vũ chấp nhận để mất bạc luôn sao? Chả nhẽ Vũ buông bỏ trận này rồi. Tôi nghĩ là sau những cái nỗ lực tấn công vừa rồi thì Vũ cũng không còn cơ sở gì để níu kéo ván đấu này nữa đâu. Nhưng mà nếu mà Vũ không chạy con bạc ở 62 thì cũng coi như 40 là Vũ đã bỏ cuộc. Mặc dù có chạy được thì cái khả năng bây giờ thì hãy nhìn đống quân trên tay của Điền đi. Vẫn tất nhiên là vẫn đã chạy rồi. Vẫn là chạy. Mặc dù vậy thì hãy nhìn một lần nữa, tôi đã nói rồi, hãy nhìn lại số quân trên tay Điền và thật sự là Bây giờ thả xe đáy thôi, không không còn gì để níu kéo nữa rồi. Ok, Điền, ván đấu rất tuyệt vời của pháp sư Huỳnh Hữu Phương Điền. đoạn giai đoạn chung cuộc đi toàn bét mút, không thể tin nổi. Như vậy là đã có tất trí dành cho Điền rồi. Ai Điều bây giờ chỉ có Nifu để cứu được Vũ thôi. chuyện gì xảy Sao ra? bị Vũ? Made in một. Không, suýt. Ôi. Đau quá. Toàn Điền ơi, hay quá ông ơi. một ván đấu có thể nói rất tuyệt vời của Huỳnh Hữu Phương Điền. Gì vậy trời? Và như chúng ta đã nhìn thấy thì Điền đã thực hiện đòn chưa hết rất là hoàn hảo. Và chiến thắng dành cho Huỳnh Hữu Phương Điền, anh sẽ là người gặp Thanh An ở vòng tiếp theo của Việt Long Chiến kỳ 1 vòng chung kết. Một ván đấu xuất sắc mà chúng ta không thể nói gì thêm, không không thể chê bất cứ điều gì. Không thể chê Huỳnh Hữu Phương Điền bất cứ điều gì trong ván đấu này. Có chê Phương Điền ở chỗ là đầu game đánh rất là quăng nhá, rất là bán độ nhá. Đầu Nhưng mà không game thể tin được thì đoạn chung không, cuộc rất nó là không có mạnh. ảnh hưởng. Không, cái nước để lộ ô 27 là cũng có thể thua luôn rồi. Nhưng mà Có thể là như vậy. Vũ đánh lỡ cơ hội quá nhiều thì phải chấp nhận thôi. Sugi mà. Vâng, Sogi mà. Kể ra Sugi cũng dễ. Trận đấu phải gọi là xuất thần. Không, tôi không nói gì hơn gì được nữa. Trận được quá hay đi. Chúng ta cũng phải dành lời khen cho Vũ. Thực sự ở ván đấu này tôi nghĩ ở Vũ đã giữ được thế trận trong một khoảng thời gian khá là dài đi. Tuy nhiên là những cái tức là Vũ đã đánh mất lợi thế của mình khá nhiều, mặc dù là những cái lợi thế đấy chúng ta phải thừa nhận một điều là nó không dễ nhìn đâu nha. Nó không dễ nhìn một chút nào. Và cái phần thể hiện của Vũ ngày hôm nay cho đến những cái nước cuối chung cuộc nó vẫn còn khá là ok. Mặc dù vậy thì tôi nghĩ là với lựa chọn Anaguma của Điền như tôi đã phân tích lúc nãy thì Vũ đã có thể phòng thủ một cách gọi là chu đáo hơn một chút để có thể chơi gọi là chơi trường kỳ với cả Anaguma của Điền. Mặc dù vậy thì Điền đã có một ván đấu rất là chuẩn chỉ trong chung cuộc và tàn cuộc.
Ai à, à, tôi còn nói gì nữa ngoài quá đỉnh, trận này phải gọi là xuất sắc, xuất thần. Chúng tôi như chúng tôi đã nói thì với kết quả này, Phương Điền sẽ vào gặp Thanh An ở trận tứ kết thứ ba của vòng chung kết Việt Long Chiến kỳ 1, và người chiến thắng sẽ vào gặp một là Hữu An hay là Vương Bách Huân. Thì Hữu An nhất tổ 2 đang có một cặp đấu khá là khó khăn vào thứ bảy, và tiện đang có An ở đây, tôi sẽ chúc cho An có một cái kết quả tốt nhất đối với Cảm đấu ơn. với cả Vương Bách Huân, tranh thủ ở trong ván đấu thứ bảy tới, mong quý khán giả đón xem. Còn chúng ta quay trở lại với nhánh trái thì cặp đấu giữa Duy Khánh và Hoàng Nguyên cũng sẽ diễn ra vào tuần sau, vào thứ tư, đúng đúng một tuần sau hôm nay, ngày 16 tháng 8. Và các nhánh đấu có vẻ như đang diễn ra tôi nghĩ là theo dự kiến, theo 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 dự đoán của chúng tôi, mặc dù là cái chiến thắng của Điền thì tôi nghĩ là nó sẽ hợp lý với cái khả năng chuyên môn của Điền, với hiện tại Điền đang là kỳ thủ hạng A của Thuận Vị Chiến. Tuy nhiên là nó là một kết quả mà bài phân tích chúng tôi không lường trước, khi mà Điền vẫn giữ một cái phong độ rất là tốt trước một anh Vũ đang có phong độ và đang băng băng tiền lên trong khoảng thời gian vừa qua. Vâng, với chiến thắng vừa rồi thì Điền cũng đã chính thức ngắt mạch thắng của Vũ và cho Vũ nếm trải trận thua đầu tiên trong đấu trường Sogi Việt Nam. Và Ông có thể cho tôi phỏng vấn điểm một chút được không? vâng, hiện tại thì tôi không nghĩ là các kỳ thủ đang còn trong phòng thi đấu, mặc dù là vậy thì tôi cũng sẽ thử kết nối phòng thi đấu bây giờ xem. Chúng ta hãy cùng chuyển qua phòng thi đấu một chút và cùng gặp hai kỳ thủ đã thi đấu rất là tốt trong những phút vừa qua. Đoạn Vâng. đoạn khai cuộc với đoạn đầu chung cuộc thì Vũ chơi được, nhưng mà đoạn sau Vũ bị trượt ra khỏi tay. Vâng. chắc do Xin vũ chắc chào do vũ phòng thi đấu. Chúng ta ừ. đang được kết nối với tín hiệu trực tiếp, và lời đầu tiên cho tôi xin cảm ơn hai kỳ thủ đã thi đấu rất là tốt trong ván đấu vừa rồi, và Hữu An cũng có một vài lời muốn nói với cả hai kỳ thủ. Điền ơi, ông có biết là Vũ sẽ chơi cái chiến thuật này không? Thật sự thì mấy ngày hôm qua Heroes thật sự thì mấy ngày qua là tôi tập trung là tôi coi cái Tam Giang của Vũ với lại Anaguma, tại vì tôi thấy thường là Tam Giang sẽ đi Anaguma nhiều, rồi có xem mấy một số ván của mấy ông kỳ thủ chuyên nghiệp nữa, nhưng mà trong ván này thì Vũ lại chơi Trung Vi trước, nó làm cho tôi suy nghĩ khá là nhiều. Ví dụ mấy nước cơ bản vậy mà tôi cũng thấy có thể mà gọi là đi khoảng 2 3 phút. Nó dẫn tới cái việc mà về chung cuộc tôi có thể xử lý không được tốt lắm, với lại nhập thành cũng hơi trễ nữa. Ừ, đúng rồi, Tôi cứ sợ bị đánh đâm. trong những nước tầm khoảng cuối khai cuộc thì ông Điền đi sai một nước, ông có biết là nước gì không? Sau đấy ông đã sửa sai. Để có xem lại dáng. Nếu mà đang nói về cái nước đấy thì tôi nghĩ là tôi cũng đọc ra, nhưng mà cái vấn đề là tôi đọc ra xong tôi cảm giác là mình sẽ không thể khai thác được tiếp, cho nên là tôi quyết định chơi an toàn hơn. Chứ còn nếu mà nói về trong khai cuộc có một nước rất là lạ mà tôi cảm giác là nếu mình đánh ở đây thì có lẽ là sẽ có một vài lợi thế cho mình, vì mình sẽ có tempo và mình sẽ có thể công phá vào một cái cột và cột hai, thì có lẽ là tôi đi thử, nhưng mà tôi muốn chơi an toàn một trận quan trọng này, tôi muốn chơi chắc hơn một chút. Đấy, Vũ cho tôi cái mũ với. Đâu rồi? Đây, Cho mũ kiểu gì nhỉ? Bấm vào tên tôi xong rồi bấm bấm cái mũ. Ok. Đấy, thì tôi nghĩ là Vũ đang nói đúng cái nước mà tôi đang chỉ đến rồi. Đấy là đúng đúng rồi. Là cái nước mà Điền đã chuyển xe sang sang cột 3, cái nước này.
Và Tôi cảm giác là đoạn này tôi có thể thả vào đây. đúng rồi, như vậy Và nếu 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 mà đối, nếu mà tôi đang tính là nếu mà trong trường hợp này điền thả lại đây, tôi ăn vào đây thì ăn vào đây thì ăn lên thôi. Và hiện tại thì tôi hiện tại tôi cảm giác là bây giờ trên tay có một con xe có thể sử dụng được, nhưng mà cái mà tôi đang suy nghĩ ở đây đó chính là bây giờ có xe thì hiện tại cái đường để mà sử dụng nó chưa được, có tôi cảm giác là chưa là chắc chắn cho lắm ấy. Thì tôi muốn chơi một phán an toàn, tôi nghĩ thả xe ở đây thì đối phương có thể xuống đây Chắc là vào thôi. đây nó hợp lý hơn. Nhưng mà dẫu sao thì trong cái trường hợp này ông cũng đã chiếm ưu thế rồi, tức là ông đánh rơi cái lợi thế của mình vài khác vài vài lần ở trong các cuộc. Mặc dù cái lợi thế đấy nó cũng không không quá to đâu nha, nhưng mà tôi nghĩ là một là như thế, hai là cái như lúc nãy chúng tôi phân tích trên sóng thì sau khi mà Điền đã chọn Anaguma rồi, tôi nghĩ là ông cái việc phòng thủ đã đầu tư một chút hơn, cái việc nâng cấu trúc lên này tôi không khuyến khích lắm. Bởi vì là cái cấu trúc của ông nó đã vốn đã không vẫn đã hơi hỏng rồi. Kiểu nó không phải là một cái Mino điển hình, không phải một cái thành để chơi sòng phẳng với cả Kuvisa, đặc biệt là lúc này Điền là đang chơi Anaguma như thế này. Thì ông không không có lực lượng tấn công ấy. Nên là Đoạn này đấy, tức là Anaguma của Điền phá rất là lâu. Đoạn này sau khi Tại mà vì điền tốt lên thì có lẽ là tôi sẽ có hai lựa chọn, một là khá tốt ở đây để phòng thủ để chống cái đòn này và tôi đánh có tiếp tục đánh chậm, hay là tôi có thể tiếp tục tấn công ngay bằng cách thả tốt vào đằng sau này cũng thế, nhưng mà tôi lại kiểu muốn cảm giác là đoạn này mình công nhanh hơn để mà thật sự thì với việc lựa chọn khai cuộc đó tôi khá là bối rối đó, thật sự đánh không thể suy nghĩ được cái gì luôn, tại kiểu tôi chuẩn bị bài là tôi đánh Tam Giang rồi, tôi chuẩn bị bài hết trơn rồi à, ai có về mà suy nghĩ. tôi Hiện cũng tại bảo bây giờ là là ông vẫn chọn nhất đầu sẽ nha, chuẩn bị các thứ, tôi lúc cũng bảo là ông đã có sự vài sự chuẩn bị lúc để mà Điền chuyển con xe sang cột 3 tôi còn tưởng là đủ bạn cơ, tưởng tưởng là ván đấu này được định đoạn rồi. thật sự kiểu kiểu tôi định đối đầu á, nhưng mà sau đấy nhận ra đúng là gì, định đối đầu nhưng mà lại quên mất cái nước thả giác vô. nhận ra nước thả tượng. Tôi thì cũng đọc ra nước thả tượng đấy đấy, nhưng mà tôi nghi ngờ một thời gian thì tôi cảm giác nó không gọi là nó khiến cho cái ván cờ ra ra khỏi những cái gì mà tôi đã chuẩn bị, ra khỏi những cái gì mà tôi đã tính toán ấy, cho nên là tôi muốn chơi một ván chậm hơn một chút. Hơn nữa cái nước này nó lại khiến cho Điền bị mất tempo, nếu mà con xe đấy cứ ở cột ba mãi thì sau này tôi có thể khai thác được. Thì đấy, thì kiểu giống như là Điền tự nhiên cho tôi một tempo thì tôi có thể kiểu càng tiến sâu vào trong cái sự chuẩn bị của tôi hơn, sau khi tiến sâu vào trong cái thế mà tôi đã suy nghĩ trong đầu sẵn ấy, một cái thế cờ sẵn ấy, thì tôi đánh lên tôi vào chắc hơn là tôi đánh một ván gọi Thì là nhiều. bởi mà gọi là lúc đó ông lên ngân xong là tôi đọc chừng gần phút là tôi thấy là hơi không ổn rồi, cho nên là tôi chuyển thẳng về cột 2 tiếp, không để đó nữa. Rồi Một lần nữa thì chúng tôi xin cảm ơn hai kỳ thủ đã tham gia trận đấu ngày hôm nay, và vừa rồi cũng là cái cuộc phân tích sau ván đấu đầu tiên chúng ta có thể thực sự nghe thấy và nhìn thấy ngoài cái trận tranh ngôi danh thủ ra. Thì ngày hôm nay chúng ta cũng tham gia một phần cái buổi phân tích giữa hai ván đấu. Chúng tôi xin được phép ngắt kết nối với phòng thi đấu để hai kỳ thủ có thể tiếp tục phân tích. Và một lần nữa xin cảm ơn các hai kỳ thủ. Xin chúc mừng Điền đã có một chiến thắng rất là thuyết phục và sẽ vào gặp Thanh An ở vòng trong. Và cảm ơn những nỗ lực của anh Vũ và rất mong chờ sự trở lại của anh Vũ ở bàn bình luận cùng với tôi ở trong những trận đấu tiếp theo của Việt Long Chiến. Vâng. Và vừa rồi thì chúng ta đã được theo dõi một trận đấu. Có lẽ là An cũng đã biết được phần nào cái mục đích đằng sau những nước đi trông có vẻ đố bạn của Điền đúng không? Đúng ạ. Sau những trước những cái nước đi đấy đều là những nước tự hack não bản thân của ông Vũ thôi. Tôi không biết phải nói gì nữa rồi. Vâng. Nói chung là hai kỳ thủ nấu ăn khá là mạnh ở trong ván này, nhưng mà kỳ thủ nào nấu lâu hơn kỳ thủ ấy thua, nên là chúng ta cũng không, nó không phải là một ván đấu gọi là quá căng thẳng theo kiểu là bật đi bật lại như là ván trước giữa Khánh với cả Quang. Tuy nhiên là ván đấu này chúng ta cũng có thể thấy cái sự giằng co hai kỳ thủ rất là căng thẳng ở
giai đoạn chung cuộc và nó chỉ ngã ngũ khi mà Vũ liên tiếp mắc những cái sai lầm chúng ta đã phân tích nó không đáng có, nó dựa một lần nữa lại dựa trên cái việc sử dụng thời gian không hợp lý, và tôi nghĩ đấy sẽ là một cái kinh nghiệm đáng quý dành cho tất cả các kỳ thủ câu lạc bộ Sông Hinh Việt Nam trong những ván đấu tiếp theo. Và một lần nữa xin chúc mừng Điển, người kinh nghiệm hơn, người đã thi đấu nhiều và đang hiện tại đang ngự trị ở hạng A và đã giành chiến thắng trong cặp đấu căng thẳng hấp dẫn này và sẽ vào gặp Thanh An vòng tiếp theo. Và cá nhân tôi cũng xin gửi lời chúc đến Hữu An ở trận sau vào thứ bảy sẽ thi đấu thật là tốt trước Vương Bách Quân danh thủ, và hy vọng là còn được gặp Hữu An ở trong nhiều chương trình bình luận phân tích tiếp theo của câu lạc bộ Sông Việt Nam. Cảm ơn An và cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi trận đấu ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì chúng ta cũng có khá là nhiều quý vị khán giả theo dõi, chúng tôi rất là cảm ơn sự quan tâm ủng hộ của quý vị khán giả cho câu lạc bộ Sông Việt Nam nói chung và cho giải đấu Việt Long Xuyến nói riêng. Còn bây giờ xin gửi lời chào, hẹn gặp lại quý vị khán giả trong trận đấu tiếp theo vào thứ bảy tuần này. Trận đấu giữa hai kỳ thủ Nguyễn Hữu An thất cấp nhất tổ 2 và kỳ thủ Vương Bách Huân danh thủ hạng 3 tổ 1. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.